chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay dưới bên dưới để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé quý vị thân mến trong chương mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện rất ý nghĩa được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian vừa qua và bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem Lấy chồng được một tuần, cô dâu phát hiện nhà chú rể vỡ nợ hơn 8 tỷ. Rồi bây giờ phải làm sao? Mới đây câu chuyện về cô gái trẻ phát hiện, gia đình chồng ôm số nợ lớn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo thông tin trước đó thì cô có quen một vài người, nhưng người thì kém sắc, người thì nhà hơi nghèo. Rồi sau đó trong những người cô quen, cô quyết định lên xe hoa cùng với một anh có vẻ ngoài điển trai, vừa mua nhà mua xe. Thế nhưng chỉ sau đám cưới đúng một tuần cô phát hiện ra nhà chú rể đang lâm vào cảnh vỡ nợ với số tiền khoảng 8 tỷ đồng. Gia đình chồng đã cấm nhà và thức để vay ngân hàng mua nhà chung cư, ô tô cho con trai lấy vợ. Cuộc sống sau khi lấy chồng của cô gái trẻ không phải là màu hồng như bản thân ao ước mà cô gái đắng phát hiện nhà chồng đang nợ 8 tỷ đồng. Thậm chí gia đình còn thường xuyên bị tạt nước sơn, mắm tôm vào nhà mặc dù chưa rõ tính thực hư của câu chuyện nhưng không ít người tỏ ra chẳng đồng tình với một cô gái trẻ trong câu chuyện trên nhưng cũng có một số người cho rằng mọi cô gái đều có quyền lựa chọn một người chồng có điều kiện để lo cho mình có một cuộc sống sung túc hơn tham thì chịu bản chất cô yêu anh ta vì tiền vì nhà vì xe mới mua không khéo sau sự việc này thay vì chung vai gánh vác với gia đình chồng cô lại trẻ lối đi riêng cũng nên Thật ra mình chỉ mong chờ kết thúc câu chuyện sẽ là bố mẹ chồng giả vờ nợ tiền tỷ để thử lòng con dâu. Biết đâu con dâu trở mặt bố mẹ chồng tuyên bố cho con 10 tỷ đồng. Sai chơi thì đỡ buồn nhân lên cấp 8 cứ bình tĩnh gái ơi đừng vội. Qua ai giống tôi đọc xong câu chuyện này chỉ thấy tội nghiệp cho anh chồng cưới phải cô vợ hám của và tính tình quá chán không. Các em gái lựa chồng cẩn thận nhé không khéo lại ôm cục nợ vợ thân như là khổ chủ trong câu chuyện. Hiện tại, sức nóng của câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi rất nhiều ý kiến trái chiều được cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Và trong đó, thì nhiều người đặt ra vấn đề, điều rằng con gái từ nay có quá thực dụng khi chọn chồng hay không? nếu câu trả lời là có thì hơi phiến diện bởi trường hợp cô gái trẻ kể trên chỉ là một trong vô vàn các cô gái trên thực tế mỗi người lại có một cách lựa chọn chồng rất khác nhau có người đi theo tiếng gọi con tim có người bị sức thu hút của ngoại hình có người chịu sự ảnh hưởng của thần tượng nhưng cũng có người bị sự cám dỗ của vật chất thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng muốn cuộc hôn nhân lâu dài và bền vững các cô gái nên chọn chồng theo các tiêu chí sau đây thứ nhất đó phải là người đàn ông đúng nghĩa đen hàng năm những con số ly hôn do không hòa hợp chuyện chăn gối tăng lên điều đó chứng tỏ tình ái đóng vai trò vô cùng quan trọng có những cặp cãi nhau như cơm bữa nhưng chẳng bao giờ xa được nhau vì bệnh hơi nhưng có những cặp chẳng bao giờ cãi cọ lại chẳng thể mang lại cho nhau lấy một lần cái cảm xúc thăng hoa theo bản năng của loài người vậy nên tiêu chuẩn đầu tiên để chọn chồng là anh ấy phải là một người đàn ông đúng nghĩa bạn có đồng ý với quan điểm này không thứ hai đó phải là một người đàn ông chững chạc và biết suy nghĩ cho hiện tại và tương lai ví dụ như chẳng may lâm vào hoàn cảnh như trên cần lắm lúc này sự chèo lái gia đình của người đàn ông họ vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là người định hướng để giúp gia đình vượt qua khó khăn bởi trên thực tế cuộc sống chuyện nợ nần như nhân vật trong câu chuyện trên vẫn là có thể xảy ra có những thứ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần cần phải giải quyết thứ ba đó có phải là người đàn ông có sự nghiệp và chí tiến thủ nhiều người cho rằng cô gái trong câu chuyện kể trên có vẻ như đã nhìn mặt bác hình dông khi thấy anh có nhà, anh có xe đã đánh giá cao anh mà chưa tìm hiểu thực tế về con người tính cách của anh để rồi khi sự việc vỡ lỡ chỉ biết tự trách mình không có mắt nhìn người. Nhìn ở một góc độ nào đó ý kiến trên đây không phải là không có cơ sở. Minh chứng là nữ diễn viên Diễm My 6X từng vứt bỏ tất cả khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp gạt bỏ đại gia theo đuổi cô quyết định theo chàng về dinh làm nội trợ thời điểm ấy thì chồng cô nghèo thậm chí ở nhà thuê đi xe thuê nhưng diễm my chia sẻ rằng cô quyết định lấy anh bởi vì cô thấy anh rất tự tin dù trong tay không có gì hay nói cách khác diễm my đã nhìn thấy ở chồng tương lai của mình khả năng gây dựng sự nghiệp có ý chí tiến thủ, ý chí vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Và giờ đây, cuộc sống của vợ chồng là niềm khát khao của nhiều người. Cô được chồng nhất mực cưng chiều, sống vô cùng hạnh phúc trong căn biệt thự, với khuôn viên rộng tới 3.000m2, ngay tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Đắc Đỏ. Và sau cùng, người đàn ông xứng đáng cưới làm chồng phải là người có trách nhiệm với gia đình và bản thân mỗi cô gái đều có những tiêu chuẩn chọn chồng riêng của mình khi kết hôn có rất nhiều vấn đề khác mà bạn gái chúng ta cần quan tâm bởi hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn có cả trách nhiệm quay trở lại với trường hợp câu chuyện trên có người trách cô gái vì ham vật chất nhưng cũng nhiều người cho rằng chính chàng trai trong câu chuyện dường như vô trách nhiệm không kém rõ ràng gia đình biết đang nợ tiền mà họ vẫn quyết định đầu tư cho anh lấy vợ nhưng tại sao vào thời điểm đó anh lại dễ dàng chấp nhận quyết định ấy để rồi không chỉ để bản thân anh mà cả bố mẹ và gia đình phải chìm đắm trong khoản nợ nần anh hoàn toàn có thể quyết định không mua chung cư để ở không mua xe để trả bất nợ giảm áp lực cho gia đình vai trò của anh ở đâu trong sự việc lần này là câu hỏi của rất nhiều người thế còn bạn bạn có quan điểm ra sao về câu chuyện trên đây cô gái nên làm gì bây giờ hãy chia sẻ cùng với chúng tôi Các chàng trai này được xóa nợ 300 triệu làm dân mạng ngỡ ngàng. Quý vị và các bạn thân mến, không những được xóa nợ 300 triệu, chàng trai này còn được chủ nợ cho thêm 100 triệu đồng để làm ăn khiến dân mạng không khỏi suýt xoa. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện những dòng chia sẻ về câu chuyện của một thanh niên lầy ơi là lầy. Khi quyết tâm cưới bằng được, con gái chủ lô để xóa sạch món nợ 300 triệu đồng gây chú ý. Cụ thể, câu chuyện được một cư dân mạng kể lại, người này cho biết câu chuyện tưởng như đùa xảy ra với chính anh bạn chơi chung của mình. Thanh niên này được mệnh danh là thần lô thánh đề của xóm vì đã đánh là không bao giờ trúng, nhưng cho người khác số thì người ta lại chơi thắng lớn. Nói không phải mê tín chứ trên đời này có rất nhiều câu chuyện, thật như đùa luôn. Tao chơi thân với một ông anh trong xóm, ông này nổi tiếng là thần Lô Thánh Đề. Ngày nào tầm chiều chiều cũng thấy ông anh ngồi nghiên cứu số học ở quán nước đầu ngõ. Cũng không phải tự nhiên mà người ta tôn anh làm thần Lô Thánh Đề. Cơ bản trình độ số học của anh nó khá quá. Anh một khi mà đánh là không trúng nhưng cứ hễ anh cho ai số để chơi thì người ta lại ăn, nghĩ mà cảm cảnh cho ông anh. Sau gần 2 năm thi đấu và nghiên cứu sâu sắc về bộ môn số học, ông mình cũng đã thu được được thành quả nhất định, tổng nợ của anh rơi vào gần 300 củ. Túng quẫn, ông anh này đã bày ra cách tàn con gái chủ lô để đỡ tiền nợ. Nghĩ là làm, ông anh mình ngày nào cũng ra quán nước ngồi từ 4 giờ chiều để đợi con gái chủ lô đi học về. Anh cố tỏ ra là người biết quan tâm tới phụ nữ, ga lăng dắt xe cho cô con gái của chủ lô lên vỉa hè. Chưa kể thỉnh thoảng còn mua sẵn trà sữa cho cô ta, bài vở cũng khá ra phết. Thỉnh thoảng, ông anh mình còn đi đánh lô từ sáng để rủ con gái chủ lô đi ăn sáng lâu dần thành quen Cô gái chủ lô đâm ra mê ông anh mình, hôm nào buổi chiều đi làm về mà không thấy ông anh mình ngồi ở quán nước là lại nhắn tin hỏi. Thế là ông anh mình phải mò ra và tất nhiên, đã mò ra thì phải mất tiền đánh lô, chẳng lẽ lại không đánh. Và bằng một cách nào đó, ông anh mình đã tán đổ con gái chủ lô, làm cô em có cả bầu luôn, thế là hai bên gia đình đồng ý cho cưới. Nhưng ông anh mình tỉnh lắm, bảo là bây giờ đang nợ nhà gái 300 triệu, chưa trả được nợ, ông anh mình nhất quyết không cưới vợ vì sợ khổ vợ nghe nói lại hợp lý quá đi chứ thế là nhà gái cũng chính là gia đình chủ lộ đành phải nuốt nước mắt xí xóa số nợ cho anh con rể tương lai đám cưới diễn ra trong sự hoan hỉ của quan viên hay họ và đặc biệt là ông anh mình và câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật các bạn ạ đỉnh của đỉnh luôn chưa dừng lại ở đó, chàng trai số hưởng này còn ấm nguyên số hồi môn là 100 triệu đồng tiền mặt để lấy vốn liếng làm ăn, đúng là một mũi tên trúng hai con chim, ở đời thử hỏi mấy ai may mắn được như anh chàng này. Mẹ mượn con gái 1.000 tệ nhưng ghi giấy nợ 100.000 tệ, 3 tháng sau cô mới hiểu lý do. Bà Phương có hai con trai và một con gái, hai người con trai không hề quan tâm đến bà, ngược lại, người con gái thì lại rất hiếu thuận. Bà Phương đã nhiều tuổi nên sức khỏe không tốt, phải nằm liệt giường, nhưng hai người con trai không đoái hoài. Người con gái sau khi thấy mẹ yếu đã bàn bạc với chồng cô rằng để mẹ ở nhà một mình cũng không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa, hai người anh trai cũng không quan tâm tới mẹ tốt nhất cô nên về đó để chăm sóc bà. Anh chồng, thấu tình đặc lý, cho rằng chăm sóc đấng sinh thành là chuyện nên làm, nên đã khuyên cô đi, mọi việc để nhà, cứ để cho anh tự lo liệu. Người con gái quay về nhà mẹ, một lòng một dạ chăm sóc cho mẹ. Vì bà Vương bị bệnh, cần tiền để mua thuốc, nên cô gái đã đến nhà anh cả để hỏi, nhưng nhận được câu trả lời rằng anh ta không có. Cô tiếp tục đi tìm anh hai, anh ta nói cô cứ về trước đi, khi nào có tiền anh ta sẽ đem qua. Nhưng anh ta không tới, không còn cách nào khác cô đành gọi điện về nhà cho chồng. Anh chồng liền bán lợn trong nhà và gửi cho vợ số tiền 1.000 nhân dân tệ, hơn 3 triệu Việt Nam đồng để lo thuốc thang cho mẹ. Nhưng khi thấy số tiền, người mẹ liền nói, con gái à, mẹ không thể nhận không số tiền này được để mẹ viết cho con một tờ giấy ghi nợ. Người con gái liền đáp, không cần phải như vậy đâu mẹ, mẹ là mẹ của con, chăm sóc mẹ là chuyện con nên làm. Nhưng người mẹ khăng khăng viết một tờ giấy nợ và còn ký tên xác nhận vào tờ đơn, khi nhìn thấy tờ giấy ghi nợ, người con gái liền nói Mẹ à, mẹ viết sai rồi, chồng con chỉ gửi lên 1.000 tệ thôi, sao mẹ lại viết thành 100.000 tệ vậy ạ? À? Thế nhưng, bà bảo cô không cần quan tâm chuyện này, bà chỉ cần nhận tờ giấy là được. 3 tháng sau, bà Vương qua đời. Hai người con trai lập tức đem bán qua nhà của bà đi và đem về được số tiền là 150.000 nhân dân tệ và định chia đôi. Vị thôn trưởng trước đó đã nhận sự giao phó của bà Phương nên đã tìm đến hai người con trai và nói rằng vì cô con gái rất hiếu thuận nên số tiền bán nhà cũng phải chia cho cô. Tuy nhiên hai người này không phục cho rằng con gái đã đi lấy chồng thì như bác nước hắt đi. Tài sản chỉ có thể để cho hai người họ hưởng. Hơn nữa trong tờ di chúc cũng đã ghi rõ ràng việc này. Thôn trưởng đáp, tờ di chúc là thật nhưng vẫn còn một tờ khác viết rằng số tiền mà mẹ các anh đã nợ trước khi mất vẫn chưa kịp trả, số tiền đó sẽ do hai anh đảm nhận, các anh xem có đúng không? Hai người cầm tờ giấy và không tin nổi vào những gì mà họ đang đọc. Thôn trưởng lấy ra tờ giấy ghi nợ có chữ ký của bà Phương tiếp tục nói, mẹ các anh nợ con gái 100.000 nhân dân tệ, số tiền này các anh phải trả đủ cho các em gái, nếu không các anh sẽ phải ra hồ tòa. Hai anh không quan tâm đến mẹ mà được nhận 25.000 nhân dân tệ, đã là một diện phúc lớn mà bà Phương để lại rồi. Do dự vài ngày, dù không cam tâm nhưng hai người này cũng phải mang đủ số tiền trên để thay mẹ trả cho người em gái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía dưới để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.